Thưa quý vị, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và động lực phát triển đất nước. Văn hóa có vai trò trong việc hình thành nhân cách con người và bản sắc dân tộc. Nhận thức được tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố, thời gian qua các cấp các ngành, các đơn vị chức năng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hướng tới xây dựng con người Đà Nẵng có nếp sống văn hóa văn minh đô thị. Đặc biệt thông qua các lễ hội truyền thống, các giá trị văn hóa dân tộc ngày càng tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành văn hóa 28 tháng 8. Đây là liên hoan văn hóa thể thao và phục dựng lễ hội truyền thống được đồng bào Cơ Tu sinh sống tại các xã miền núi của huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng tổ chức vào cuối tháng 4 vừa qua. Lễ hội mở đầu với lễ kết nghĩa giữa ba làng Giàng Bí, Tà Lan và Phú Túc theo nghi thức truyền thống. Cộng đồng người Cơ Tu ở Đà Nẵng hiện có khoảng gần 1.500 người sống tập trung tại các xã miền núi Hòa Bắc và Hòa Phú. Liên hoan được tổ chức thường niên là dịp để đồng bào giới thiệu bản sắc văn hóa độc đáo của mình. Đồng bào là cũng rất mừng là thấy là ông lại cái truyền thống tốt đẹp của ông cha để lại, cho nên hôm nay á là cái ý nghĩa là giữ gìn bản sắc văn hóa người dân tộc sau này để con cháu là bảo tồn được cái văn hóa của mình. Không chỉ riêng lễ hội của đồng bào Cơ Tu, tại địa bàn trung tâm thành phố những năm qua, các lễ hội văn hóa truyền thống cũng được các địa phương chú trọng triển khai rộng khắp như lễ hội cầu ngư, hội đua thuyền thúng trên sông Phú Lộc, vân vân. Đặc biệt, lễ hội đình làng được duy trì và tổ chức hàng năm đã tạo điểm nhấn trong đời sống tinh thần của người dân. Từ tháng Giêng đến tháng 3 âm lịch hàng năm, các đình làng trên địa bàn thành phố tổ chức nhiều nghi lễ để tưởng nhớ các vị tiền hiền cùng các hoạt động lễ hội sôi nổi để con cháu về sum họp, mang đậm nét văn hóa cộng đồng. Lễ hội đình làng chính là dấu gạch nối gắn kết các thế hệ. Bản thân tôi rất là trân quý những giá trị truyền thống của cha ông để lại và luôn luôn những lúc nào có dịp thì tôi luôn luôn tận dụng cơ hội để tham gia cùng với quý cô bác. Cái việc tham gia lễ hội này cũng là một cách để tôi cảm thấy là gắn bó hơn với lại nơi tôi đang sinh sống. Gìn giữ các lễ hội hàng năm như thế này thì cũng mong muốn là được góp phần gìn giữ các nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, trong đó có truyền thống uống nước nhớ nguồn. Năm nay thì chúng tôi có thêm một cái là chúng tôi có mời thêm Hiệp hội Du lịch để đến tham dự và tương lai này chúng tôi muốn được giới thiệu với Hiệp hội để kết nối vào trong các cái tour du lịch. Theo thống kê, Đà Nẵng hiện có khoảng 20 lễ hội được tổ chức hàng năm, trong đó lễ hội Quán Thế Âm tại Ngũ Hành Sơn là một trong những chương trình nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân. Từ năm 1991 đến nay, lễ hội Quán Thế Âm được tổ chức thường niên vào ngày 19 tháng 2 âm lịch với tầm vóc, quy mô ngày càng lớn, nội dung ngày càng phong phú. Lễ hội Quán Thế Âm là cái lễ hội thường niên, để nó là một cái dấu ấn của Đà Nẵng nói chung, người dân Đà Nẵng cũng như bà con đạo hữu Phật giáo đến để tham quan cũng như là giống như là nơi đây cũng giống như là một cái điểm đến du lịch. Với sự quan tâm của các cấp các ngành, các đơn vị chức năng, các lễ hội truyền thống trên địa bàn thành phố được duy trì thường xuyên đã góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cho nhân dân. Thái độ trách nhiệm của cộng đồng đối với những giá trị truyền thống của dân tộc sẽ góp phần thực hiện hiệu quả đề án phát triển văn hóa xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, chú trọng xây dựng con người Đà Nẵng văn minh, thân thiện, phù hợp với lịch sử văn hóa của người Đà Nẵng giai đoạn 2022-2030.